Hôm nay thì chị em con có ra sửa sơ sơ mộ cho ông bà để cho nó được tươm tất, nó sạch sẽ một chút. Đó. Dạ. Nói chung là hoàn thành công trình là thấy thấy thoải mái rồi. Nhẹ lòng, có đi chơi đâu nó cũng cũng ấy nữa, còn không là chưa xong rồi thấy đi chơi đâu là cũng thấy. Đấy, nếu công trình mà chưa xong là thấy đi chơi là cũng không thấy thoải mái rồi. Bây giờ công trình xong thì chỉ cầm cái dẻ kia xuống cái nhìn lên rồi. Đúng rồi, cái này là thời xưa là nói chung là các cụ là xem hướng xem hổng gì đó, nhưng mà thấy là cái miếng đất này nó cũng không vuông. Ba năm vậy con cháu dần dần lùi xuống. Vậy đây. Bây giờ đặt cái này là con cháu thì ăn mai kia con còn lại làm hàng 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 bố mẹ. Đây, đặt nói chung không có xuống theo một quy cái tủ cũ nào giờ vậy. Đây là con đấy. Cháu nằm với ông bà. Đáng nhẽ ông bà nằm đi trước con cháu ở sau như vậy, mình xác định như thế. Ví dụ hai cái mộ của ông bà đây nằm đây, bên này. Đúng xong rồi. Rồi đúng bên rồi, xong, đấy. Xong là con cháu, này, đúng rồi. Cháu này. Bên nào như thế, bên lương hay là bên giáo cũng vậy. Là nếu mà người ta có một chút ấy ra thì người ta chút để ý ra thì người ta sẽ làm như thế. Ông bà tổ tiên ở phía trước, lại con cháu ở sau chứ không ai làm như vậy cả. Thì nói chung là một dù không lương hay giáo không quan trọng, nhưng mà quan trọng là người ta để ý cái việc đó là người ta sẽ làm như vậy chứ không ai mà ấy cả. Đẹp nhỉ. Ừ. Mình làm cái đĩa hoa quả cũng đẹp. Mua cái mâm này. Cái thời xưa là cái là in vô đá, nhưng mà nó, thời nay thì người ta in vô cái kia như kia thì nó ấy hơn, nó rõ. Thời nay là nó bị phai nhiều không đấy, nó bị phai ra. Đúng rồi, mà thời đó thì cái công nghệ mà thời đó thì nó thời đó là cái công nghệ nó chỉ có vậy thôi. Thời đó công nghệ chỉ có vậy, chỉ làm được như vậy thôi, chắc bây đâu có làm được in chữ nổi rồi đủ kiểu như đấy. Đúng rồi. Chứ từ hồi thằng Sự thôi mà thằng Sự năm nay cũng 30 chưa? Hơn rồi. Đấy, 93 rồi. 31 rồi đấy. 31 32 rồi đấy. Đấy. Sự là 31 32 đấy ạ. Mà hồi đang trưởng Sự này. Mình đang trưởng Sự. Ông chết cuối năm mà nó có trưởng. À ông chết năm 92 cơ. Ông chết trước. Sự tháng 3.